Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là chắc là sẽ có rất nhiều các Phật tử, các hành giả cũng quan tâm. Đó là khi chúng ta tụng kinh, chúng ta trì chú thì có những cái hình thức là chúng ta tụng kinh chay, trì chú chay, tức là chỉ là dùng cái hơi và cái âm đọc của chúng ta, hay là cái cách thứ hai là tiếp cận là cần phải có một cái sự hỗ trợ của các cái pháp khí, ví dụ như là chuông gia trì hay là mõ gia trì. Đấy. Có nghĩa là khi chúng ta tụng kinh hay trì chú thì một là tiếp cận với phương pháp là đọc chay, hai là có nhất thiết phải có chuông và mõ gia trì để hỗ trợ hay không, thì đó chính là cái nội dung của cái cuộc trao đổi hôm nay. Thì chúng ta biết rằng là ở trong cái Phật giáo kinh điển Nguyên Thủy ấy, thì thực ra khi mà các tăng ni Phật tử thời thời đó là khi mà tụng kinh, khi là trì chú thì không không dùng đến mõ hay là chuông, mà cái chuông và mõ gia trì nó chỉ xuất hiện sau này. Và sau này thì đã xuất hiện những cái chuông và mõ gia trì để hỗ trợ cho các Phật tử trong quá trình tụng kinh. Cả hai phương pháp thì nó đều có những cái hiệu quả như nhau. Thì có điều là cái khi chúng ta trì chú hoặc là khi chúng ta tụng kinh bằng những ngôn ngữ mà không cần có một cái sự hỗ trợ của chuông mõ, thì nó có một cái sự tập trung rất là cao độ về những cái âm thanh, những cái câu kinh, những cái câu chú mà chúng ta phát ra. Chúng ta sẽ tập trung, chúng ta theo dõi để chúng ta điều khiển được cái âm lượng cũng như là cái âm tiết và cái lực trong một cái câu kinh, những câu chú mà chúng ta đọc ra cũng rất là hiệu quả. Thế còn cái cách thứ hai, khi mà nó xuất hiện cái chuông và mõ gia trì, nó cũng lại có một cái hiệu quả là hỗ trợ cho những cái người thời gian đầu khi chúng ta tụng kinh, chúng ta trì chú, vì những cái tiết tấu của mõ và những cái tiếng chuông cũng giúp cho chúng ta nhất tâm nhất quán để tập trung vào cái bài kinh mà chúng ta đang tụng, và dần dần nó trở thành một cái nếp hòa quyện gắn kết với nhau. Nó có một cái tác dụng hết sức là tốt để hỗ trợ trong quá trình các tăng ni Phật tử tụng kinh hay là trì chú, và nó đã gắn liền với không gian của Phật giáo Tịnh độ là như vậy. Thì có nghĩa là đọc chay hay là có cái sự hỗ trợ của pháp khí là chuông gia trì hay mõ gia trì đều rất tốt. Thế nó là do cái quan điểm và cái cách tiếp cận của tùy mỗi người. Hay như là chúng ta thấy là trong cái không gian Phật giáo của Tây Tạng ấy, họ còn dùng những cái pháp khí khác như là những cái kèn dài đấy, hoặc là những cái con ốc, về sau là tiếng tù và đấy, rồi là trong Mật tông họ có những cái chày kim cang, người ta cũng là một cái pháp khí người ta đặt ở trong cái buổi, trong cái không gian mà người ta tụng kinh hay trì chú, thì nó cũng đều là có một cái ý nghĩa nhất định của nó. Thế như vậy là chúng ta cũng thấy là cái bản chất cuối cùng ấy là khi chúng ta tụng kinh hay trì chú bằng ngôn ngữ thông thường, bằng cái cách thông thường mà không có cái sự hỗ trợ của bất cứ pháp khí nào, thì nó cũng vẫn là có một cái hiệu quả rất là tốt. Và cách thứ hai, nếu như trong một cái không gian mà chúng ta tụng kinh trì chú mà có được những cái pháp khí để hỗ trợ cho cái quá trình mà chúng ta tu tập ấy, thì nó cũng sẽ mang lại một cái hiệu quả rất là tốt. Sau đây thì Tiến Mạnh sẽ đọc thử một vài cái câu mantra để chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta đọc kinh hay là trì chú thì một là chúng ta đọc chay, cái cách thứ hai là chúng ta tiếp cận với cái chuông mõ gia trì, thì nó đều có tác dụng nhất định của nó. Thế và cái thứ nhất là Tiến Mạnh sẽ hướng dẫn là cái cách đọc là không cần có chuông mõ cũng rất là hiệu quả. Ví dụ chúng ta sẽ tiếp cận với cái bài mà Kinh Kim Cang là mantra, câu Vajrasara mantra. Om Bensa Sato Samaya Malupareya Bensa Sato Tino Pa Ti Ta Dido Mai Bawa Soto Keo Mai Bawa Sopo Keo Mai Bawa Anurato Mai Bawa Sarasidi Mai Brasa
Om Mesa Sato Samaya Maru Pareya Mesa Sato Tino Pa Te Tadi Do Mai Bawa Sato Ka Mai Bawa Sapo Ka Mai Bawa Anora To Mai Bawa Sora Sidi Mai Prasa Sawa Kama Su Samaya Sitam Suri Ang Kudu Hung Ha 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 Ho Bhagawan Sora Tata Gata Mesa Ma Mai Bunsa Mesa Bawa Ma Samaya Sato Ang. Thì đấy là cái cách mà chúng ta đọc mà không có cái sự hỗ trợ của chung và mõ. Thì nếu như cái cách thứ hai, nếu như chúng ta có chung và mõ thì nó cũng có một cái sự gắn kết nhất định, nó cũng rất là hiệu quả. Đấy, ví dụ như là cũng với cái bài Vajrasara Mantra thì Tiến Mạnh sẽ đọc thử với quý vị sẽ thấy. Om Benza Sato Sai Mai Amalo Pai A Benza Sato Tino Pa Thi Ta Di Do Mai Bao Wa Sa To Kai Om Mai Bao Wa Sa Po Kai Om Mai Bao Wa No Ra To Mai Bao Wa Sa Ra Sit Di Mai Prasam Sawa kama su samai si tam si di am ko du hung ha 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 ho ba ga wan sa ra ta ta ga ta ben sa ma mai bun sa ben sa ba wa ma ha sa mai ya sa to am Om Benza Sato Samai Amalo Pade A Benza Sato Tino Pade Tade Do Mai Bawa Soto Ke O Mai Bawa Sopo Ke O Mai Bawa Andora To Mai Bawa Sora Siddhi Mai Prasam Sawaka masu samai sitam se di angko do hung ha 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 ho bhagavan sara tata gata ben sama mai bun sa ben sa bawa maha samaya satu am Om Bensa Sato Samaya Malo Padaya Bensa Sato Tino Pati Tadi Do Mai Bawa Sato Kai Om Mai Bawa Sopo Kai Om Mai Bawa Ando Reto Mai Bawa Sara Siddhi Mai Prasang Sawakama susamai sitan si di angko do hung ha 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 ho bagawan sara tata gata ben sama mai bun sa ben sa bawa ma samaya sato ang. Đấy, vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta có thể đọc những cái bài kinh trì chú, trì những cái câu mantra thì nó tùy theo cái điều kiện của quý vị. Nếu như chúng ta không có những cái bộ chuông bỏ ra trì tại không gian riêng thì chúng ta vẫn có thể đọc chay mà và cái cách đọc đó cũng rất là hiệu quả. Cái quan trọng nhất là cái sự tinh tấn, cái tinh thần tập trung và cái sự tinh tấn của mỗi ngày chúng ta dành cho cái thời gian luyện tập đó. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.